Ở video trước thì chúng ta đã tìm hiểu cách khai báo thư viện Siri. Và bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu sẵn sàng viết mã cho Siri đó. Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu jQuery qua đoạn mã đầu tiên nhé. Trở lại ứng dụng web Halo của chúng ta để xem chúng ta có gì nào. Mọi thứ dường như vẫn như cũ, tuy nhiên chỉ có file app.js hiện nay là trống rỗng. Dĩ nhiên rồi, vì bây giờ chúng ta phải tự tay viết đoạn mã này. Nào, bây giờ hãy xem lại mục đích chúng ta muốn cho ứng dụng đầu tiên này là gì. Hãy chạy thử website hiện nay khi chưa có mã Siri nó sẽ thế nào. Các bạn thấy rõ là chữ xin chào và hình cô gái này hiện ra cùng một lúc khi website nạp xong. Còn mục đích của website chúng ta muốn là hình cô gái sẽ hiện ra trước, sau đó chữ xin chào dần hiện ra sau như thế này. Nào hãy cùng suy nghĩ về cách giải quyết bài toán này thế nào. Trước tiên, mảng nguồn HTML của chúng ta sẽ biểu diễn thành dạng DOM như thế này. Rõ ràng, cơ chế của trình duyệt sẽ nạp tất cả nội dung trong tài liệu HTML này và hiển thị. Vì thế, nếu chúng ta muốn hình được hiển thị trước chữ xin chào, thì chúng ta cần tạm thời ẩn chữ xin chào khi trình duyệt hiển thị. Để làm được điều đó thì chúng ta xem nút nào đang chứa chữ xin chào và chỉ cần cho nút đó ẩn là xong. Nhìn vào DOM, dễ dàng thấy nút span đang chứa nó. Vậy khi chúng ta ẩn nút span, nghĩa là ẩn phần tử thẻ span trong tài liệu HTML, thì những thành phần con nó chứa cũng sẽ được ẩn theo. Trong trường hợp này là dòng chữ xin chào. Sau khi trang web nạp xong, nghĩa là hình ảnh đã hiển thị ra, lúc này chúng ta sẽ từ từ hiển thị nút span và như vậy chúng ta đã xong. Tóm lại, sơ đồ thuật toán của chúng ta sẽ được thể hiện như sau. Bước 1, ẩn thẻ span. Bước 2, hiển thị thẻ span. Và kết thúc. Sau khi chúng ta đã có thuật toán thì chúng ta sẽ viết mã dễ dàng hơn rất nhiều. Đầu tiên, dòng mã dùng để ẩn nút span như sau. Các bạn đừng lo lắng dòng mã này vì tôi sẽ giải thích chi tiết ngay sau đây. Thứ nhất, chữ jQuery có ý nghĩa là chúng ta đang sử dụng thư viện jQuery. Chúng ta có thể thay thế chữ jQuery này là một ký hiệu đô la và đừng có nghĩ là tiền nhé các bạn. Kế đến là dấu mở và đóng mặt tròn. Bên trong là selector, là một thuật ngữ rất quen thuộc khi mà các bạn làm việc CSS phải không? jQuery cũng sử dụng selector như vậy. Và chúng ta sẽ ôn lại selector trong lesson 2. Trong trường hợp này selector của chúng ta là thẻ span. Đây là nút cần để ẩn khi mà trang web hiển thị. Trong tài liệu của chúng ta chỉ có một thẻ span, cho nên các bạn không cần phải lo lắng selector ở đây là span. Cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng hàm 2 dùng để ẩn một phần tử trang, cụ thể là ẩn thẻ span trong tài liệu website của mình. Như vậy, cú pháp của Siri rất đơn giản, chỉ có 3 thành phần chính, bao gồm Siri mở ngoặc, selector đóng ngoặc chấm action hoặc đô la mở ngoặc selector chấm action. Trong đó jQuery hoặc đô la đang nói tới chúng ta truy cập tới thư viện jQuery. Selector dùng để tìm phần tử trang trong tài liệu HTML. Và cuối cùng là action, là một hành động hay là một hàm thực hiện trên phần tử trang mà selector đã chọn thông qua thư viện jQuery. Sau khi thực hiện chức năng ẩn dòng chữ xin chào thì bước cuối cùng của chúng ta sẽ là hiển thị từ từ dòng chữ này. Và phương pháp này tôi sẽ hướng dẫn trong video sau các bạn nhé. Bây giờ hãy xem toàn bộ mã nguồn của file app.js. Đơn giản quá phải không các bạn? Chúng ta chỉ có một dòng mã dùng để ẩn dòng chữ xin chào. Nào, hãy xem thành quả của mình đi chứ. Các bạn thấy jQuery thế nào? Có phải đơn giản và rất dễ viết đúng không? Còn rất nhiều thứ chúng ta cần nghiên cứu về jQuery. Tuy nhiên trước hết các bạn hãy đảm bảo rằng chúng ta hiểu rõ cú pháp của jQuery. Thông qua ví dụ vừa rồi thì các bạn đã được mở cánh cửa vào thế giới của jQuery rồi đấy. Để chắc chắn một điều, các bạn đã hiểu rõ cú pháp của jQuery, các bạn hãy trả lời cho Sang câu hỏi: selector đóng vai trò thế nào trong cú pháp của jQuery? Các bạn trả lời đúng chứ? Nhân tiện cho Đăng hỏi thêm một câu nữa, action đóng vai trò như thế nào trong cú pháp của jQuery? Đăng hy vọng là các bạn trả lời được hai câu hỏi vì nó rất là quan trọng trong cú pháp của jQuery. Bây giờ thì chúng ta hãy tìm hiểu một cách khai báo và sử dụng khác của JavaScript và jQuery. Trong mã nguồn website hiện tại, chúng ta đang đặt vị trí khai báo mã nguồn các file JavaScript ở phần cuối cùng trong thẻ body.
Có một cách truyền thống và sử dụng phổ biến hơn mà các bạn có lẽ cũng hay sử dụng, đó là khai báo file JavaScript này ở trong thẻ head như thế này. Giờ thì chúng ta save lại file này và chạy thử xem website của chúng ta như thế nào. Ồ, chữ xin chào không ẩn theo như đoạn mã jQuery đã viết. Chà, thật lạ luôn. Tại sao nó lại như vậy nhỉ? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần tìm hiểu cơ chế mà trình duyệt thực thi một trang web. Khi chúng ta khai báo các file JavaScript ở phần cuối thẻ body, thì trình duyệt sẽ tạo DOM và nộp DOM trước khi thực thi mã nguồn JavaScript. Vì thế, đoạn mã jQuery của chúng ta lúc này đang chi sức tới nút span sẽ hoàn toàn hợp lệ, do toàn bộ các phần tử DOM đã được nạp trong đó có thể span. Kết quả là như chúng ta mong đợi, dòng chữ xin chào sẽ được ẩn khi browser hiển thị. Còn khi chúng ta khai báo các file JavaScript ở trong thẻ head, thì lúc này các phần tử DOM chưa được nạp đầy đủ trong trình duyệt. Lúc này dòng mã jQuery của chúng ta đang chi xuất tới thẻ span thì sẽ không tìm thấy do cây DOM chưa được tạo. Kết quả là chúng ta sẽ bị lỗi đoạn mã JavaScript này, trình duyệt sẽ vẫn hiển thị dòng chữ xin chào. Ồ, như vậy để thao tác với các phần tử của trang tài liệu HTML thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng các phần tử này đã được nạp vào theo đúng cấu trúc DOM mà chúng ta đã được học trong video trước. Trong trường hợp các file JavaScript được đặt trong thẻ head thì rõ ràng các phần tử DOM chưa được nạp và do đó thư viện jQuery không tìm thấy các phần tử này trong tài liệu HTML. Quá đúng luôn! Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần đặt đoạn mã jQuery của mình vào một nơi mà nơi đó đảm bảo các phần tử DOM đã được nạp đầy đủ. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được là các phần tử DOM đã được nạp đầy đủ? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video tiếp theo các bạn nhé. Hẹn gặp lại!